Hiện tại thì cua sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cua là chim bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Kinh khủng. Ăn con ngựa, có hồ máu nè. Có ngựa rồi. Ngựa kìa, ăn ngựa đâu cái kiểu kìa. Alo, bật voi lên anh em. Alo. Rồi ok, nghe được đó. Ok ok. Ông hậu mình lắc voi vậy. Rồi chỗ mình không có quái luôn, mình ghê. Qua phải nào anh em. Từ để ông hậu đứng đi mày. Nè anh hậu ơi. Vô lại, đợi xíu. Chọc đít tổng ấy, chọc đít tổng. Chọc. Rồi. Chọc cùng quê. Vô thấy lượm đồ mà không chừa tao đâu quế rồi. Anh lượm được. Rồi cài có người kìa. Có người có người, có người một thằng. Rồi chạy đây. Sao rồi thôi. Từ từ, anh em cứ bình tĩnh nào. Rồi lượm đồ đi, không chế được các kiểu kìa. Anh ấy không chế kìa, cùng lâu nó không chế kìa. Cùng lâu không chế kìa. Tấn công ở dưới, chịu lấy rồi, cùng không chế. Đâu, tấn công đâu? Đâu anh? Cùng tấn công ở dưới đó. Dưới đâu? Chỗ quậy á. Đâu? Quậy nó lụm mẹ nó rồi. Phải thiệt. Rồi, từ từ. Anh quái đi, hồi máu tí đi anh Hậu ơi. Bình tĩnh anh, làm gì nóng máu dưới vậy. Ghê thiệt, chưa hết nóng máu ghê. Máu đâu mà thôi. Rồi, đi. Có mấy thằng cầm binh giáo rồi, nó yếu, nó mau hết máu rồi, chứ công lô nào hết máu. Rồi, vậy nói bếp binh giáo đồ, qua phải nè anh em. Anh Hậu rồi, đợi anh Hậu cái, từ từ đợi anh Hậu cái. Sao vậy anh Hậu? Hồi máu đi ba, đầy cây máu rồi, không còn hồi nữa, ông mới nói xong cái đợp. Xuống dưới không? Thủ lĩnh nha, thủ lĩnh dưới nha. Ai, chuẩn bị quốc nhau nha. Ai, nó quốc nha, nó quốc rồi kìa, nó quốc rồi kìa. Quốc tài le luôn kìa. Quốc này, quốc này. Cùng lâu chết kìa. Quýnh luôn, ông bỏ luôn, nhanh. Khẩn chưa. Thằng tao hồi sinh tao rồi, tao tán sắc mặt nè. Không có hồi sinh rồi. Không có hồi sinh luôn chứ. Kiếm sáng dược kìa. Chạy. Kéo cùng hồi sinh luôn bay. Không có hồi sinh. Từ từ kiếm phái, kiếm có đồ không? Bị kịp chung. Đồ mấy thằng chết á. Từ kiếm từ nha, chuyển tìm cái mày thấy cổ không à? Mày thấy cổ không à? Chuyển gì vậy? Mấy hồn tưởng đồng hoa bị bánh rồi. Không, chuyển qua để cho nó không có bị lắc thám. Ẩn thân kìa. Anh Hậu yêu bông, cảm ơn nha. Yêu bông dí. Đặt cái tên ác giọng cố rồi chưa? Đặt cái tên nghe quế. Đây qua trái nè. Ủa má mà mày thấy tao khổ không cô? Ủa mới tao đến nổi tao phải đi lụm đồ rơi đồ bỏ của thằng bên giáo mà không thấy hả? Hồi máu đi. Đi mạnh đi. Lát hồi tôi không cho anh lụm được đồ gì luôn giờ. Hên là không có hồi sinh, có hồi sinh công nữa. Mệt à, sức mẻ anh em nè. Kìa, đi qua bên thủ lĩnh bên kia nhanh lên, nó ăn á. Đâu? Bên đi. Trái luôn kìa. Đi từ thôi, gặp đi nào không đánh. Đó cung lôm đi trước để xét mà cung lôm đi chậm gì vậy? Cung lôm đâu phải là thiên dương đâu, đâu phải thiên dương đâu. Ừ thôi lên ngựa anh em ơi, lên ngựa đi, giờ tôi nó ăn xong rồi đó. Chuẩn bị hút nó rồi. Đông lắm nha quýnh y xèo luôn á, y xèo luôn kìa, y xèo luôn nè. Quýnh luôn, cơ bách luôn. Có tìm khác qua, tìm khác qua. Tìm khác qua. Bỏ, tìm khác qua. Bỏ đi, hai ba tem lận, bỏ đi. Phải thiệt. Chạy hết. Máu. Hết máu rồi, ai có máu không cho miếng đi.
Chạy đi. Cô đâu anh? Ở dưới nè, chạy xuống dưới nè. Chạy xuống dưới đây. Ok ok. Anh Hậu chạy qua đây luôn. Đâu. Mỗi người một bình máu này, nhanh. Ok, nhanh. Bình giáo đang rửa. Bắt bình giáo kìa. Rồi giết nó rồi. Chắc chắn này. Rồi anh bơm máu đi, anh Hậu lượm bình máu, bơm máu nhanh đi. Là ông chết. Không có hồi sinh hả? Mình nhảy cái hai lần chết luôn. Không có hồi sinh hả? Thì mày nó gần chết rồi, chạy được. Không có hồi sinh hả? Không. Có cái như cái trang bị cao rồi. À nè, cho cục ấn thân nè, ai ăn đi. Đây lắm. Ôi cái tim kia nó ăn hôi kinh thiệt á. Đi lên trên rồi, cái nãy tôi nó giết mấy thằng nó có đồ không? Đây, lên trên rồi nha. Qua trái nè, trái nè. Để nhanh lên anh em, coi chừng chết nha. Đợi công lông á. Công lông đi chậm á. Tấn công. Ê, sao đứt tao có thằng nha. Quá trời luôn á. Qua, đụng đầu kìa. Mình giáo rồi. Đầu kìa. Đụng đầu nhắn. Ẩn thân kìa. Đầu nhiều quá. Đầu quá trời luôn á. Quýnh lâu thì xèo luôn. Trận này hay nè. À chưa. Mẹ tôi nhảy cái hô. Lấy vô tôi nhảy cái hai thằng chết là ngon rồi. Đây, lên ngựa nhanh lên. Đóng cửa rồi. Lên ngựa, sắp đóng khu rồi. Nào ơi. Ôi ảo tưởng bên trên luôn kìa. Quá ảo tưởng luôn nhanh lên. Quá ảo tưởng luôn. Ờ mà máu đâu bơm. Thôi vậy tôi qua nha. Quýnh đi, tôi bơm cho. Cô có máu nhiều, cô chạy qua đó còn nữa. Cô có chạy vô mổ tượng luôn trời. Em chạy vô rồi. Bỏ đây. Chạy như vậy. Nó ẩn thân các bạn ơi. Anh nào có thằng kiếm kìa. Thôi. Đợi anh cua ra, lên cua trên đợi anh cua ra. Rồi em ra rồi, em ra rồi. Lấy được cục hồi sinh. Đi lên dưới nào ơi. Bỏ đi. Coi chừng nha, bỏ hết nha. Bỏ đi. Con Dương Mô còn chút xíu máu à. Cãi nó. Ăn được cục hồi sinh à. Có thằng kiếm nè, nào để con Thiên Dương à, Thiên Dương còn chiếu máu nè. Thôi bỏ đi, cẩn thận nha. Từ thôi, đánh từ thôi. Có thằng kiếm anh hậu đỡ thằng kiếm kìa. Mấy thằng kiếm đâu. Đó. Có ai dư cái phù ma thạch đó, cái gì không? Có ai dư cái cục gì không? Cục ẩn thân không? Có dư nào cho anh. Đó nè. Đây. Đó, ẩn đâu nó lấy đi, đổi cục hồi sinh chẳng rồi cho anh. Nè, con xin nè. Xin cô khỉ. Tôi chạy ra tôi sắp mặt luôn á, ngồi đó mà xin. Xin với sọ. Ừ, thôi trả nó. Nè. Đi. Rồi, đi. Đi. Ngon rồi đó. Nó hiểu cục hồi sinh cái hiểu là ngon rồi đó. Kìa. Nó nè. Kìa đó kìa. Rồi thôi. Bắt lại. Rồi xong rồi. Ơi nhảy chi không? Bình tĩnh nào. Mấy chuyện nhảy chết rồi. Để chiêu đi, để chiêu lại chuẩn bị nó ăn con kia kìa, để chiêu lại chuẩn bị lên chảnh chơi nó nè. Farm đi. Ấy nó qua kìa. Ôi nó xoay kìa, nè. Quân đó, phần sơn nó đã chết rồi. Phần sơn nó đã chết rồi. Như đây. Ôi. Mẹ chạy được rồi. Trời ơi. Mẹ chạy mong luôn. Lẹ đi. Thôi farm lẹ. Nhanh lên, hồi máu. Hồi máu cái chữ luôn. Anh Hậu ơi, để em miếng máu anh Hậu ơi. Đừng có đánh, để hồi miếng máu. Ơi, tụi nó ăn thu lĩnh hay sao? Má là mình giái quần quẹ, giọng vô chân trời. Lấy lẹ đi, lên trên kìa. Ê, lên trên nè, lên trên không có ai nè. Anh lên, nhanh lên. Ăn được nha. Chạy hết chiêu đi. Để chiêu xét lại nha anh, lại anh ơi. Có chuẩn tàng hình á, có chuẩn tàng hình nó qua đập lén mình á. Ừ đúng rồi. Mấy này. Nó qua nha. Mấy này cho chết lắm. Kìa. Đánh đây. Mọi người đứng hù nó đi, mọi người đứng hù nó. Để tôi. Tao bật cái giọng mà vô thì nó chống thấy bằng nó rồi. Rồi. Hù nè, hù chạy. Cái con. Rồi nó chết rồi. Kìa. Hai ba cục hồi sinh luôn kìa. Mười mấy cục luôn kìa. Lắm vô. Máu nó lộn dữ vậy á. Mười mấy cục hồi sinh ghê ba. Em không có lụm nha. Em không được. Ông hậu bên này chậm tay quá, lấy chân chậm quá nha, kỳ quá nha. Gà chưa, đi qua phải không phải à? Không phải
Ai kêu anh đặt cái tên yếu bóng dí anh chơi tay chân cung gãy phải gọi. Rồi đây đây đây. Đây từ từ thôi, từ từ thôi bình tĩnh thôi. Cả qua bên ăn cùng hồi sinh bên kia nữa nè. Cùng hồi sinh bên đây nữa nè. Cả 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 cả. Cả 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 cả. Con đang kiếm, con đang kiếm. Con đang kiếm, một cái nó gần đây rồi. Mẹ nó mẩn đường rồi. Cẩn thận. Chết mình rồi, mình sắp đi rồi. Ơi chết, ơi ơi. Ơi ông coi chừng chết nha. Con đang kiếm. Máu lẹ. Cái mình chết luôn. Không được, ông mơ ổng rồi. Kiếm bóp. Kéo kéo vô, kéo vô, kéo vô. Ừ. Cầm. Mình giao, yêu. Ai nó quẹt nữa kìa, nó quẹt kìa. Từ 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 từ. Nó giỡn à? Trời ơi, nó giỡn với anh Hậu kìa. Anh Hậu ơi, vô ăn hồi sinh anh Hậu ơi. Anh Hậu vô ăn hồi sinh kìa. Ăn hồi sinh kìa, ăn hồi sinh kìa. Hai ba cục luôn kìa. Hai ba cục luôn. Hai hồi sinh kìa anh ơi. Không có, tao lộn được nào lộn mày. Anh lộn trai. Cô lộn á, cô lộn á. Cô lộn á. Ai lộn thì quăng ra đi. Mọi người cùng hồi sinh đi, mọi người cùng hồi sinh đi. Em mình lại quên rồi. Mọi người cùng hồi sinh nha, không có tham nha. Không có cục nào vậy. Chuẩn đi xuống dưới, mấy ba đóng khu dưới đi rồi. Gì? Tao thấp đi, thôi tao đi. Rồi vậy ông có hồi sinh rồi. Thấy không, ông có hồi sinh này, ông muốn đi đâu ông đi. Là tôi là tôi biết rồi, nãy tôi bấm vô tôi thấy có cục hồi sinh rõ ràng. À, ông Hậu thấy không, ông giả bộ ghê lắm thiệt, đúng kinh luôn á. Còn có hai team ấy, còn có ngon người kìa win. Ờ không, còn hai team nguy hiểm nha, cái này. Cái này là nguy hiểm đó nha. Nó tìm ba đó. Nó tìm này nó ăn lẹ dữ chứ. Rồi qua trái đi. Qua trái đi. Đi kiếm nó coi nó đâu rồi. Ừ đi kiếm nó. Hồi sinh anh em đi cạn nó sợ gì nó. Không trái kìa anh Hậu ơi. Mình quân chấm hết. Chết nha. Sao chết nha. Ê bên này team 3 nha, team 3 nha, nguy hiểm nha. Gammy cái kiểu nhiều nha. Thiên nha, Đoàn Thị nha. Tiêu Dao nha. Nào. Mày kiếm con thằng kiếm mày Thiên Dương đổi qua coi trời. Ơi tấn công cao tài lẻ trên đây nè anh em. Ở dưới có con cung lon kìa. Tấn công cao chạy nhanh máu kìa. Kìa có cung lon đó nè. Cung lon nào đổi cung lon không? Không. Thôi không đổi cung lon. Cung lon thấy cung lon. Hay cung lông cùi ngẫu thế đổi quan chi ba. Còn 4 ô mình dễ giết nó. Đi đập cho dễ đó. Này đi. Đi xanh luôn đi xuống mà thấy cùi cả 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 ổng bị đập kìa. Đâu? Đây nè. Sau lưng kìa. Ổng đập kìa, ổng bị đập kìa. Mất né kìa, nó mất né kìa. Nó còn chỉ tôm nha. Hồi máu đi anh Hậu ơi. Mất chiêu rồi. Dưới đây nè. Đâu rồi? Ông búp cái chiêu kia đi, búp cái vòng lên đi, búp vòng lên đi. Búp vòng lên, búp vòng lên. Tàn hình này. Hậu quá, hồi sinh mong Hậu sợ gì sẽ chết đi em Hậu. Kệ nó không Hậu nữa kìa. Nó là phải gì vậy? Tiêu Dao. Tiêu Dao đây nè, trên này lóc tao nữa nè, lóc tao nữa nè. Lóc tao nữa nè. Kệ lóc ổng hoài luôn kìa. Thiệt luôn á. Tiêu Dao hả? Tiêu Dao này nó dư ẩn thân lắm. Đâu trên đây nè. Nó cho như ứng đơn đi. Ôi 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 ôi. Anh Hậu này là chết là hay vui á. Phạm lính Hậu ơi, anh Hậu ơi. Gì ẩn thân ba, phạm lính cái một à, ẩn thân gì nữa giờ này. Anh ơi. Anh Hậu ơi cho mình máu nè. Cho mình máu sạch. Kè nó kè. Thôi bị lắc thức thám rồi. Chạy, 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 chạy. Nó kè nó còn sống, giết nó. Giết đi, giết đi, giết đi. Nó hết ẩn thân rồi. Giết đi. Nó đây. Đi. Đến đây rồi, ba anh em rồi hết rồi. Ông giết được mà. Cần gì tôi. Giết được, giết hết đi. Giết đi. Yeah. Thiệt luôn á, để tôi nữa hả? Bái thiệt. Quăng tặng bạn cái cục hồi sinh mà cái ghét. Tặng bạn cục hồi sinh luôn. Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.